Ngày 14 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Nhâm Hoàng Khang, 35 tuổi, ngụ quận Tân Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Sáng nay, Khang được áp giải đến tòa từ sớm. Khang từng được dư luận biết đến khi vướng vào lùm xùm liên quan bà Phương Hằng. Theo cáo trạng, là người làm nhiều ngành nghề có liên quan đến công nghệ thông tin như thiết kế website, dựng phim, sửa chữa điện thoại di động, nên Nhâm Hoàng Khang có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin. Khoảng cuối tháng 10 năm 2020, Khang sử dụng điện thoại di động truy cập website Tetris Exchange đăng ký mở nhiều tài khoản. Sau khi có tài khoản, Khang phát hiện sàn Tetris có nhiều lỗi có thể lấy được thông tin tài khoản của người khác nên đã tống tiền ông Vũ Ngọc Châu, chủ sàn Tetris. Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, phía ông Châu chuyển khoản cho Khang tổng cộng 433,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, Nhâm Hoàng Khang còn khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook tên đạo diễn Hoa Hạ của bà Phan Thị Ánh Phượng, sau đó cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng. Khang khai là đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang web nội bộ.vov.vn của báo điện tử VOV, nhưng bà Phượng xác định không bị thiệt hại và không tố cáo Khang.